chiếc máy này hiện tại là có thể cắt được tối ưu tất cả thực phẩm trên một cây sắt. Ví dụ một cây sắt này của chúng ta 6 mét thì chúng ta có thể cắt được đến 2-3 loại thành phẩm trên cây sắt đó. Ví dụ như hiện tại đây tôi đang cắt một cây dài 1m632 này, và một cây ngắn 502 này. Dường như là được tối ưu hoàn toàn để tiết kiệm được chi phí vật liệu cho khách hàng. Thì máy cắt khá là nhanh. Thì ở đây là hiện tại là đang làm 14 mét trên 10 phút này. Rồi đây là chiếc đàn này, đây là đàn nạp phôi tự động này. Sau khi cắt xong là phôi sẽ được nhả ra ngoài và phôi tiếp theo được đẩy vào như này, và chương trình cứ tiếp tục khi nào trên dàn không còn sắt nữa này là máy sẽ ngưng. Thì chiếc máy này hiện tại là cắt nhỏ nhất là 8 mm và lớn nhất là 80. Thì đây là khuôn rời theo máy. Thì mỗi chiếc máy này có những cái bộ khuôn mà khách hàng đặt theo những cái sản phẩm riêng của khách hàng.